Hoan hỷ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo tử vi học thì những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, châu thiên can là Nhâm, thì phần lớn là những người này có cuộc đời gặp nhiều may mắn, và đặc biệt là trong tháng 7 này, cuộc sống của họ có được nhiều may mắn hơn người khác về tài lộc hanh thông và có một gia đình ổn định hạnh phúc. Trong số 60 con giáp thì những người tuổi Nhâm Thìn cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, có quyền cao chức trọng. Hơn nữa, do những người này có tính tình hiền lành, cương trực, ngay thẳng và thích giúp đỡ người khác, cho nên được thần tài chiếu cố ban lộc trời cho trong tháng 7 này. Và cũng chính nhờ những việc tốt mà những người tuổi Nhâm Thìn hay làm trước đây đã tạo nên cho họ những phúc đức cho con cháu về sau. Trong công việc và trong cuộc sống thì họ luôn được quý nhân giúp đỡ, bạn bè yêu mến. Mặc dù là thời gian trước đó có rất nhiều những gian truân vất vả, nhưng sang tháng 7 này, họ chính là có được cho mình một kỷ nguyên mới. Sự thay đổi chóng mặt của họ khiến cho biết bao nhiêu người phải cúi đầu nể phục. Và chính họ cũng bị bất ngờ trước những thành quả của mình rực rỡ trong tháng 7 này. Sự thành công và may mắn của những người tuổi Nhâm Thìn đến từ đâu? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung trong video ngay sau đây để có thể biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952, trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tính cách của những người tuổi Nhâm Thìn có nạp âm trường lưu thủy, thường rất sôi nổi, hiếu động và không thích ngồi một chỗ hay không làm việc gì. Họ ưa cuộc sống biến đổi, có nhiều thay đổi nên hay đi đây, đi đó, đi chơi, du lịch, dã ngoại, vân vân. Người này cũng rất thích làm việc và hay nói chuyện với người khác, cũng có niềm đam mê rất lớn với thể thao. Do nội tâm luôn biến động, đầu óc nhanh trí linh hoạt nên những người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy học rất giỏi các môn toán học, khoa học tự nhiên. Thói quen suy nghĩ, tư duy của họ giống như là một chất gây nghiện, tựa như chính những dòng chảy dài đến vô tận. Người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy có đức tính siêng năng, miệt mài của một dòng sông trở nặng phù sa, bồi đắp cho cuộc đời đầy hoa thơm và trái ngọt. Cảm xúc của người này rất linh hoạt, đa dạng và có nhiều cung bậc khác nhau. Xem tử vi tháng này của các quý vị gia chủ Nhâm Thìn, vận trình khá ổn, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở tuổi này bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn, mưu sự có quý nhân trợ giúp, hỗ trợ, từ lo liệu, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ vướng mắc nào. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Thìn sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã, không cần thiết. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Hầu hết những người tuổi Nhâm Thìn ở tuổi này đều đã về hưu và không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm, dễ dẫn đến đấu đá loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong tháng này. Đó có thể là nguồn lợi bạn nhận được khi thực hiện các dự án bất động sản trúng số hoặc được hỗ trợ. Lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng giúp mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính, có người còn có điều kiện phụ giúp con cháu. Tuy vậy, trong tháng này gia chủ cũng có mức chi tiêu lớn, chủ yếu cho thuốc thang và đóng góp cho việc tu sửa nhà cửa. Ở độ tuổi của gia chủ, tiền bạc hay của cải không còn quan trọng, nên việc chi tiêu cũng không cần phải quá toàn tiện. Gia chủ đã vất vả nhiều rồi, thời gian này hãy dành cho sức khỏe, cho con cháu và cho những thú vui tuổi già. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, trong tháng này cần phải đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch, khí huyết, ngoài ra có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, chú ý chế độ ăn uống khoa học. Những người có tiền sử bệnh về xương cốt không nên ở trong môi trường tối và ẩm ướt quá lâu, tránh khiến cho bệnh tình trở nặng hoặc để lại hậu họa về sau. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tháng này dự báo các mối quan hệ của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung và đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Một phần nguyên nhân cũng chính là bởi vì tính cố chấp của con giáp này gây ra. Mệnh chủ nên lắng nghe nhiều hơn, cái nhìn của con cháu đôi khi cũng hữu ích và thích hợp với thời đại hiện nay. Đừng tự quyết mọi việc mà khăng khăng làm theo ý của mình thì sẽ không tốt. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần. Hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tuất, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mộ Tuất, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tuất, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 7 năm 2022, tức ngày 31 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Dậu, có nạp âm Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Dậu, có nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 7 năm 2022, tức ngày 24 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Dậu, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về phần tử vi của quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này thì quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để chúng ta bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình tất cả quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.